Ok các bạn nhé, sau một ngày làm việc thì mình sẽ nấu cơm cho các anh em ăn. Này, đây là thịt, thịt ướp rồi chiên lên nhé các bạn, xong rồi sốt nước mắm, cứ làm nước mắm bỏ vô cho nó mặn mặn ăn ngon nha các bạn nhé. Okay. Nói chung là nấu ăn nấu uống đó các bạn ạ. Sau một ngày làm việc thì nấu cơm ăn cho mọi người ăn rồi. Trưa nay cũng nấu xong rồi, tối lại nấu cho ăn nữa, sợ được quá, nhiều thịt không muốn nấu luôn các bạn. Nhìn thịt cả, cái này là thịt sườn hay sao á các bạn ạ. Sẽ vớt ra đây. Lại nấu cơm này, lại nấu cơm ăn thôi các bạn. Tối rồi. Cái phần thịt thì mình sẽ là chiên sơ, xong rồi mình sốt cà chua lên nhé các bạn nhé, cho dễ ăn nhé các bạn nhé. Hôm nay nấu cho mấy cô mấy anh ở trong quán ăn này. Mình nấu không theo gọi là không theo cái gì cả nhé các bạn nhé, thì là nấu ăn hàng ngày thôi, nấu dễ ăn thôi, nên là chia sẻ công việc rồi buổi tối ăn uống này. Đấy, này mình sẽ là mình sốt cà chua, nát cà chua lên đi. Cái phần xà này là mình sẽ xào với thịt nha các bạn này, này sẽ xào với thịt, còn cái này sốt cà chua đây. Ngọt mặn ngọt cay chua ngon. Nhìn thịt vàng ngon các bạn ạ, quả vàng bảo này, ngọt ngon, để là ngon rồi đấy các bạn. Ok, món thịt đã xong nhé các bạn nhé. Bây giờ thì sang món cà này.
ra thịt xong rồi tính thịt để bỏ cà nữa các bạn nhé. Ok, tất cả arum đủ thức thịt vào thịt theo tàu cà đấy các bạn ơi, ăn để mình ăn nó ăn lên thì mình nấu thôi các bạn nhé. Bây giờ cho mắm muối vào gia vị đây. Cà gọi là cà kho thịt ở nhà này nhé, cà kho kho thịt. Ok, hai món đã xong và ăn cơm nấu canh rồi. Ok các bạn vất vả nãy giờ nấu cơm ấy, đây những món mình nấu đây, canh này, canh trứng thịt này, thịt dài sốt cà chua này nha. Đấy, còn này thịt ung giống như ung ấy, ung cà đúng không, sao rung dữ vậy. Đấy, được nấu mệt mỏi nữa. Cơm đi này, anh Dũng ăn đi, ăn rồi rồi à, cái gì này ăn rồi xem như nào, rồi em nấu thế nào chứ. Ồ hay nhỉ. Đây đây là anh Tuấn của mình đây các bạn này. Rồi vẫn là anh em mình. Mẹ vợ nhanh lên ăn cơm, ăn cơm con rể nấu coi nào. Rồi rồi là những món ăn mình nấu đấy. Rau để chấm với rau ăn lòng, lòng heo này. Cứ để đó đi, để đó đi. Qua, vướng quá. Cô ngồi đây ăn đi. Thôi cô ăn đi rồi khen con đây nào, để con nấu này. Con nấu mà cô không ăn thì thôi, toàn thịt không à. Toàn thịt chắc cô không nhai được nhỉ. Thôi bữa cơm tối anh em đây các bạn ạ. Thôi ăn đi anh Dũng. Trời ăn không khen tí nào thì mà biết đường thì lần sau khỏi nấu nữa. Không nấu ngon. Mà không khen thì không không ngon cũng nói ngon nha. Trời ơi không ngon nói ngon thì chết con rồi, thế không được rồi. Chứ không mà mất ăn bây giờ. Mẹ vợ như thế này là không được rồi. Ngày mai là hết đầu bếp nấu cho mình ăn. Đó, ăn canh trước hả? Xem canh vừa không? Quay mà khen đi chứ. Ngon không? Ngon. Ngon. Giống. Mai được không không nấu cho ăn nữa, ở đó mà còn lơ. Cái món cà xào thịt mà chị này mọi người. Cái này đúng bài luôn đó. Này ăn tuyệt vời luôn. Này nhậu cho tốn rượu lắm. Ngon. Số 1. Số 1 luôn à? Trời khen con rể dữ ta. Thì nói ngon chứ, nấu ngon thì nói ngon chứ. Anh nghỉ hết á. Không sao, đồ này em nấu nhiều luôn đó, nấu nhiều luôn đó. Ok, thôi anh em cũng là và chị đi. Uống buổi tối rồi các bạn, lay rai. Lay rai tại vì buổi tối ngủ đây nó không ngủ được á. À? Tối là phải coi như quán như thế này đây các bạn ơi. Rồi phải làm vài xị mũi á. Người ta vô vẫn biết chứ, người ta vô có chuông báo động á. Còn nếu mà mình không ấy thì nó không ngủ được, thế thôi. Anh Dũng ăn cơm, khen vô. Được. Bữa nay bữa nay có hai bạn già này. Đây đây bạn già, bên này cũng bạn già. Khi là đây là cháu này, đây là dượng của nó này, đây là mẹ vợ tương lai. Chưa thấy mặt vợ bao giờ. Sao không thấy, không phải chụp vô đó đâu.
À chưa thấy bên ngoài, còn bên gọi là hình 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 mạng thấy rồi, hình hình mẹ gửi thấy rồi. Trong đó nó về, ở ngoài nó cũng về mà. Dạ ok. Thôi bây giờ anh em sẽ ăn đây các bạn ạ. Tự nhiên ăn đi chứ. Lắm mày. Quay những lúc đang ăn mà trời ơi mình trổ tài đồ bếp mà anh nhỉ. Này anh em mình là ngày nào cũng làm phiền bạn Hiền làm phiền rượu ngon đúng không? Đó. Thôi bây giờ anh em sẽ ăn thôi nhá. Rồi. Chúc các bạn buổi tối ăn cơm ngon miệng nhá. Mà quay lên như vậy được tiền á. Được tiền. Đó những món ăn buổi tối của anh em đây các bạn ạ. Cuộc sống xa quê. Cái kết hôm nay mình nấu ăn đây các bạn ạ. Nhưng mà nó ăn hết. Nấu ăn đó còn nguyên nữa. Mình ăn rồi. Còn gần hết rồi đây. Mẹ ăn no rồi. Cô ăn no rồi. Mẹ ăn no chưa? No rồi. Ừ, mẹ no rồi. Được rồi. Đó. Mẹ no rồi. Anh Dũng no chưa? Con nấu ai anh cũng được hết mà mình con ăn cũng được. Ghiếm điêu ăn gần hết. Này ăn gần hết rồi. Trời ơi cái dĩa này to đùng bây giờ ăn gần hết vào điêu. Nè thịt này cũng nè, thịt này cũng hết nè. Ý là anh nấu canh cũng hết kìa. Canh cũng được. Ôi cơm cũng hết rồi kìa, nguyên cái nồi không thấy cơm đâu, thấy chưa? Trời ơi, cái cơm hết cơm luôn. Nó ngon quá mà. Thôi anh cho ăn thôi, thôi. Đó, vẫn hai anh em mình vẫn cứ lay lay trước đã. Thôi chúc các bạn ăn ngon miệng nhé. Thôi mẹ về đi để bọn con tí tự dọn được rồi. Rồi. Đây là bữa cơm của mình nấu rất là ngon đấy các bạn ạ. Bữa cơm nó bạc hơn đảm bạc thôi các bạn. Ừ, đảm bạc thôi. Thịt heo rồi canh trứng. Cái gì anh nhỉ? Cái gì nhỉ? Cái đó là cái gì đây nhỉ? Là cốc lết, xào kho cà chua. Đây ba chỉ xào cà đắng. Cái này là mấy lượng vườn hồng và trứng. Trứng canh cà chua. Đấy. Và cái món này là món truyền thống của Imon đó bạn. Lòng nước à. Đó. Hắn là mỗi ngày của anh em. Thôi chúc các bạn ăn buổi tối ăn cơm ngon miệng nha. Bye bye. Anh Dũng, bye bye đi. Hai bạn già, bye bye nhé. Rồi. Ok, anh Tuấn. Trời ơi, đừng có cười, đừng có cười. Quay lên trên rồi, đừng có cười. Bye bye đi. Béo như con heo. Bye bye chưa? Bye bye các bạn thôi. Bye bye các bạn nhé. Bây giờ anh em sẽ ăn uống nha các bạn.